Nhưng mà anh Nguyên Linh thì không có mẫu của em. Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Anh tự giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, dạ, em chào anh Nguyên Linh, em chào mọi người ạ. Em tên là Phạm Thị Ngọc Hà, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang là nhân viên phòng. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang chị. Tiền Giang? Dạ. Rồi, để mình nghe bạn trai giới thiệu. À, xin chào Nguyên Linh, xin chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người, chào bạn gái bên kia. Mình tên là Minh Anh, năm nay mình 31 tuổi, làm cho một công ty của Nhật ở tại quận Nhất, quê của mình ở Đồng Tháp. Cụ thể công việc của bạn là gì bạn? Công việc của em thì nó gọi là tư vấn nhân sự. Mà nếu mà trong ngành đó thì họ hay gọi là headhunt, săn đầu người. À, dạ. Tức là đi tìm những người giỏi đem về công ty đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc có lẽ bạn giao tiếp rất là nhiều người nước ngoài, rất là nhiều đối tác đúng không? Dạ, dạ đúng. Vậy rồi lý do tại sao chúng ta không tìm ra được một cái nửa yêu thương của mình ở những cái đối tác đó? Dạ. Thật sự là em giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là trên cái là công việc thôi. Bên cạnh đó thì cái công việc của em giống như là 50% là sale, thì em cũng phải chạy số, chạy target các thứ, dành hơi nhiều thời gian cho công việc hơn. Công việc hơn. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 thôi. Thôi thì chỉ có 3 thôi hả? Bạn gái bên kia đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai anh. Hai hả? Dạ. Mối tình sau này là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi chị. Tại sao 5-6 năm qua không có bạn trai? Có thể nói là một phần là do em khó mở lòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con trai nó bây giờ em không tin tưởng lắm. Tại sao lại khó mở lòng? Vậy là cái mối tình đó để lại cho bạn cái vết thương gì hay là? Dạ đúng rồi, tại vì nói chung là tình đầu thì để lại nhiều cái tổn thương nhiều hơn. Tại vì mình phải mở lòng ra, thiếu gì cơ hội chứ mình cứ khép kín con. Dạ đúng rồi, có thể là do em một phần. Đúng không? Dạ, nên em mới là tìm đến chương trình này. Đúng rồi, bây giờ bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Chung là em không cần là đẹp trai lắm, nhưng mà thứ nhất là phải cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Dạ em cao 1m60, gần 65. À, công việc ổn định, nói chung là nhìn có vẻ là nam tính mà kiểu đàn ông đó chị. Ủa chứ nhìn sao mà là đàn ông em? Dạ hay ngâm phải không? Em nói cái kiểu mà nhìn hơi lạnh lùng một tí. Và bạn có cái mẫu người lý tưởng như ai không, để cho nó dễ hiểu? Có thể na ná như là Quý Bình, như Quý Bình ngâm ngâm. Anh Quyền Linh cũng ngâm ngâm vậy? Dạ, nhưng mà anh Quyền Linh thì không phải mẫu của em. Sao vậy? Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Người đó lề mề, xề xò, nhìn bề ngoài rồi nói năng thì ví dụ là cái kiểu mà lanh chanh đó chị. Có lề mề, xề xòa không bạn trai? Em thì cũng khá là ít nói, khá là kiệm lời. Và xề xòa thì em nghĩ là chắc là không. Anh cảm giác mình giống Quý Bình. Da có đen không? Đen thì có chị. Ngược lại thì bạn trai thích một người bạn gái như thế nào? Thì em cũng không mong muốn gọi là bạn đấy phải là đẹp, xinh đẹp hay là thật sự cái đó, nhưng cái đó thì rất là khó giữ. Em chỉ cần bạn nữ đó, cái nhất là có thể là sống thật. Và cái thứ hai là thật sự em cũng không thích những bạn nữ mà xe xua hay là nhuộm tóc cầu kỳ hay là đòi hỏi hay sống nghiêng về vật chất. Nhưng mà anh nghĩ cái này nè, nếu mà nào ông nghĩ vậy cũng tội nghiệp phụ nữ. Xe xua rồi trang điểm rồi cái chuyện đó chăm sóc sắc đẹp thì người ta làm đẹp thôi mà. Dạ thì đúng mà. Làm đẹp. Anh ơi, nhuộm tóc cầu kỳ là sao anh? Tức là ví dụ là nhuộm vàng hay là... Mà tối tối được đúng không? Đúng rồi. Không thích gì nữa phụ nữ? Có thể nói thì là giống như là về phụ nữ mà không biết nấu ăn thì là một cái thiếu sót rất là lớn. Bạn biết nấu ăn không? Em nấu thì theo bạn em nhận xét thì là cũng là thật là ngon. Nhưng mà không biết được nhiều món lắm thôi, chỉ là ăn trong gia đình thì ok. Sở thích của bạn là gì? Thường em rỗi thì em hay nghe nhạc, hoặc là tụ tập bạn bè, đọc tin tức, xem phim. Hát hò gì không? Dạ hát hò thì lâu lâu cũng đi hát với mọi người trong công ty, bạn bè cũng hay đi hát. Hát hay không? Dạ em hát dở lắm. Làm thử phút coi dở cỡ nào. Nghe hát dở nghe không quý vị? Nghe luôn. Buồn quá hát dở gì khi lại vui. Nhưng thôi em hát vài câu mà mọi người đừng có chê. Rồi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Dạ thôi được rồi chị. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Hát dở quá không ạ? Không có dở. Dở mà không dở mà nó thiếu. Nó lạc lỏng sao. Bây giờ bạn ghét con trai gì nhất nè? Keo kiệt hay là bụng xỉn hay soi máu, người để ý từng ly từng tí này, cái nào em thích cái đó thì hỏi.
keo kiệt, bủng xỉn. Em cũng chia sẻ thẳng là em hơi tính toán tí xíu. Tại vì thật sự là như những cái tài năng, tài lẻ gì em không có. Mà em có một cái em có rất là nhiều là nợ ngân hàng. Thì nên cho cái việc đó thì em phải cân bằng giữa cái tài chính, cái thu nhập của em để mà dành ra những cái khoản. Nhưng mà vay ngân hàng để làm gì? Dạ, mua nhà. Đúng rồi, cái này được. Dạ, tại vì tháng 6 này em sẽ nhận nhà nên. Nhưng mà khả năng thanh khoản nó tốt không? Dạ, rất là tốt. Đúng rồi, vậy là mình phải tính toán chuyện đó không sao chân. Chứ đừng có tính toán là phải chi người yêu nhiêu rồi này kia là không được ha. Không, lúc đầu nghe hơi sốc nhưng mà nghe cái mua nhà thì... Ồ, bên đây là dáng doanh nhân lắm nha, có khát vọng mãnh liệt nha. Mà nó nghe nè, bây giờ bạn có kế hoạch kết hôn chưa? Thật sự thì em cũng đã có một cái hỷ rồi. Em cũng rất mong muốn là cái hỷ từ thứ hai sẽ xảy ra trong năm nay. Là xong hỷ. Nhưng mà rồi cùng một lúc vậy mình có đủ tiềm lực để mình vừa lập gia đình rồi vừa nhà cửa vậy mình có lo nổi không? Em nghĩ là trong khả năng của em vậy mà cũng hả? Được hỗ trợ từ phía gia đình. À vậy là quá tốt. Anh nghĩ là thế này nè, không đáng lo đâu. Bởi vì cái mà lo lớn nhất là cái chỗ ở. An cư là lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp mà bạn đã lo được rồi. Mặc dù cái đó nó cũng có phải một cần thời gian nó mới trả hết. Nhưng mà như vậy là bạn đã tính toán được thì bạn mới mua. Đúng không? Còn cái chuyện cưới hỏi thì nếu mà chúng ta yêu thì chúng ta cưới. Không, nhưng bây giờ chị hỏi là nếu cưới nhau thì mình là ở hai vợ chồng thôi hay là mình ở chung với ba mẹ luôn? Có thể tùy vào bạn gái. Thực sự là bên gia đình em thì cũng khá là thoải mái với chuyện này. Giống như là ở quê thì có thể lên Sài Gòn rồi ở phải một tuần, hai tuần rồi qua nhà chị. Cũng nhẹ nhàng ha. Rồi như là quyết định cưới được đúng không? Dạ đúng. Không, bên đây chín chắn đó. Không được, được. Ok, cái này được đó em. Hôm nay bạn trai đi với người thân nào? Dạ em đi một mình thôi. Một mình? Dạ. Bạn gái, mình có đi với ai không? Dạ em đi với sếp rồi mấy bạn em. Chào chị. Sếp thấy sao sếp? Hồi nãy giờ chị ngồi chị cũng quan sát em rất là kỹ. Tại vì thực sự ra trong công ty của mình thì mình luôn luôn chăm sóc các em như là gia đình. Và coi các em như là em của chị. Cho nên chị nãy giờ chị quan sát từ cái cách em nói chuyện cho cái cách em làm ở công ty như thế nào, như thế nào. Thì để chị so sánh thử coi em có phù hợp nhân viên của chị hay không. Theo như chị nhận thấy thì em rất là chững chạc. Nói chung là từng cách một và từng cách xây dựng cái tương lai mà chị rất là mừng. Tuy nhiên chị cũng rất là lo. Tại vì em quá chững chạc đi so với nhân viên của chị. Thì Hà ở đây làm với chị cũng đã rất là lâu trong công ty bất động sản. Đối với chị thì Hà là một cô gái cực kỳ tốt, rất tốt. Chị nghĩ là những cái điều kiện em đưa ra là Hà có hết. Và những cái điều kiện mà Hà đưa ra cho một cái bạn trai, chị nghĩ đối với Hà em là perfect, em là ok, em là rất tốt. Cảm ơn chị. Thì nói chung đối với chị mà nhân viên của chị cũng vậy. Tất cả bạn trai hay bạn gái tới nếu chị tiên duyệt thì em đó sẽ bước tới. Thì ở đây chị nói ok chị duyệt. Có nghĩa là chị nói chị duyệt. Ok, cảm ơn sếp. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút nhìn thẳng vào mắt nhau, tận đáy mắt nhau, sâu thẳm trong tâm hồn để xem có cùng đập chung một nhịp tim hay không. Nào. Thì em chào anh. Chào bạn. Hồi nãy em có nghe nói là nếu mà quen bạn gái thì anh dự định là trong năm nay kết hôn. Hy vọng là có thể là cuối năm hoặc ra duyên. Em nếu mà quen bạn trai thì em dự định là chắc cũng khoảng là năm sau, 2 năm nữa. Okay. Thì cái khoảng thời gian đó ví dụ anh đợi được không? Thì cái đó cũng là cái thời gian thì nó cũng không phải là giống như là bắt buộc là cái đó. Yeah. Ví dụ trong thời gian quen nhau có thể okay, mình cảm thấy nó phù hợp hay hợp với nhau hay là cái tình yêu nó đủ lớn thì mình cũng có thể biên ngắn hạn hơn. Dạ. Anh có thích người con gái mà biết nói chung là biết nhậu không? Thì rất là thích. Thì ok, biết nhậu. Nói chung em cũng ngại vấn đề đó. Tại vì thường đi làm thì giao tiếp nhiều thì cũng phải biết chút đỉnh. Em sợ nhiều khi nam thì lại không chấp nhận vấn đề đó. Không, đối với mình thì rất là bình thường. Cái chuyện đó rất là bình thường. Dạ. Vậy hai người dẫn nhau uống đôi ba chai. Chỗ này không phải cuối tuần gì nhậu. Bây giờ mình nói thẳng nhận về nhau đi. Anh gặp em thấy sao? Bạn có thể nói rất là đẹp và cái ấn tượng rất là ấn tượng. Lúc nghe nói chuyện bên đây và cái suy nghĩ của em thì nó cũng na ná nhau nên gặp anh em cũng có chút là hơi động lòng. Hơi động lòng. Động lòng hay là tại sao rung động khác, động lòng khác nha. Tại vì bình thường bạn bè em hay nói với em như vậy là em không được đẹp lắm nhưng mà em đọc và lạ thì anh cứ từ từ tìm hiểu em đi. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm hiểu. Dạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Thôi,
sếp đã duyệt, vấn đề hai bạn có duyệt hay không. Trái tim mách bảo điều gì? Suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại xem nhịp đập của trái tim mình. Một, hai, ba. Nào, chúng ta hãy nắm tay để cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên gặp mặt ở Bạn Muốn Hẹn Hò, anh thấy tay em lạnh không? Tay anh cũng khá lạnh. Em hồi hộp thôi đấy. Cá tính hơi mạnh thì cũng hồi hộp đúng không? Đó. Như vậy là có rung động đấy. Gặp người đàn ông của mình là mình vẫn yếu ngay thôi. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Đây là những chiếc vé xem phim sẽ tạo cho các bạn những không gian lãng mạn nhiều hơn, để các bạn có thời gian tìm hiểu sâu hơn. Và mong một ngày không xa tôi được thiệp của các bạn để tôi gặp lại sếp của bạn. Chúc mừng các bạn nha. Rồi. Vậy mình có cái điểm mạnh nào không? Có tài năng gì không? Làm những công việc chờ như nấu ăn, quản dọn dẹp nhà cửa. Cái đó là thấy mạnh nhất rồi hả? Không, hai người thật là bản lĩnh đó. Mỗi người đều có một cái cá tính riêng. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cặp này có thể tiến xa hơn. Hy vọng như vậy. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai, xem họ sẽ có cảm xúc như thế nào với nhau. Hả Mang? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ bạn nghe bạn nữ bên kia giới thiệu về mình ha. Giới thiệu về mình. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Thủy Tiên và hiện tại em đang làm ngân hàng. Tiên bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28. Em quê Quảng Nam. Rồi, mời bạn trai. Xin chào Dương Tinh, chào anh Quyền Linh và chào Cát Tường. Chào bạn nữ bên. Em tên là Võ Văn Tùng, hiện là kỹ sư xây dựng, đến từ Quảng Nam. Ồ, cùng quê. Đồng hương này ha. Dạ. Ưu điểm và nhược điểm của mình? Hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Trong công việc này kia thì em cũng cá tính, cũng tự lập. Về nhược điểm thì đôi khi em cũng hơi bị thiếu tự tin lắm. Mình ngại tiếp xúc với đám đông thôi, đâu phải là thiếu tự tin. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tìm hiểu thì tầm khoảng 1-2. Còn chính thức? Chính thức thì chưa chị. Wow. Bởi vì theo cái quan điểm về tình yêu của em là hợp, sau đó yêu rồi hiểu mới cần. Khi mà em nhìn một người nào đó cảm nhận là thích nhau hay là có cùng tần số với nhau. Dạ. Chị hiểu rồi. Mà hồi đó giờ chưa thấy ai cùng tần số với mình hết. Mới ra xung quanh. Không phải chị, tại hồi trước là em nhí nhố lắm. Em ham vui thôi, em không có suy nghĩ về cái chuyện yêu đương. Rồi bây giờ bạn ở đây với ai? Dạ em ở với lại gia đình anh chị họ bên ngoại. Rồi mình làm xong ở đây mình muốn về ở Quảng Nam hay là mình lập nghiệp ở đây? Hướng của em là về Quảng Nam, về Đà Nẵng làm. Mình hỏi luôn bạn kia là nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, chúng ta tiến đến xa hơn nữa, bạn có đồng ý về Quảng Nam, Đà Nẵng hay không? Mục tiêu về nghề nghiệp của em thì em dự định là em làm ở trong cái Sài Gòn này. Rồi về mà chuyện sau này nghỉ ngơi này kia hoặc là về hưu thì em mới có dự định là về lại Đà Nẵng, Quảng Nam. Về Đà Nẵng sống xuống lắm bạn ơi. Nói chung cuộc sống thì nó sướng, nó an nhàn. Nhưng mà vấn đề là nó không có sôi động, nó không có năng động như ở trong Sài Gòn. Nó không có phát triển được hết bản thân con người mình. Bạn nói vậy nhưng mà biết đâu ví dụ như bây giờ bạn kéo màn lên mà gặp một cái đối tượng mà bạn đúng hết ý của bạn, đúng hết chuẩn của bạn đưa ra, trái tim bạn đập rộn ràng thì bạn có thay đổi cái quan điểm đó không? Nói chung cái đó thì phải bàn bạc lại nữa chị. Nhưng bây giờ thí dụ bạn nữ á không chịu về, rồi bạn có chịu ở đây không? Cái hướng này hướng như vậy nhưng mà chưa biết được. Cái này các bạn phải suy nghĩ nha. Bạn trai muốn tìm mẫu một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng là cái nội tâm, cái tính tình sống hiểu chuyện và biết quan tâm và chăm sóc gia đình giữa hai bên, cân đấu cho nó hài hòa. Bạn không thích điều gì ở người phụ nữ? Chanh chua, càm ràm, gì điện. Bạn nữ mình thấy mình là người có chanh chua càm ràm không bạn? Không chị, bởi vì theo quan điểm của em là mỗi người người ta sẽ có một cái quan điểm riêng, thì em không bao giờ mà áp đặt họ, áp đặt người ta. Nhưng mà vấn đề là em, cái quan điểm của em thì em vẫn chia sẻ, thì chia sẻ ra mà cảm thấy mà dung hòa được cái thì tốt, còn không dung hòa được cái thì em im. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái mẫu bạn trai của em á thì đầu tiên là phải có chính kiến, phải có trách nhiệm, tự lập. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Phong kiến. Không phải, đại khái là gia trưởng, chiếm hữu. Em chiếm hữu là sao? Có nghĩa là kiểm soát quá mức cái chị, phải tôn trọng lẫn nhau.
Để mình hỏi cái bạn trai này có gia trưởng không nha. Em có gia trưởng không? Dạ không chị. Hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Mình nếu như mà con người con trai mà gia trưởng thì em nghĩ là một cuộc sống con vợ chồng thì nó phải hài hòa. Người vợ phải hiểu và người chồng phải hiểu, phải quan tâm, phải chia sẻ những công việc với nhau. Ồ, vậy mình có cái điểm mạnh nào không? Có tài năng gì không? Làm những công việc nhà như nấu ăn hoặc là dọn dẹp nhà cửa này kia. Nấu ăn ngon không? Nấu ăn được món gì? Dạ em nấu được tất cả các món bình thường. Thế rồi thấy mạnh nhất đó hả? Dọn dẹp nhà cửa nấu cơm á hả? Rảnh rỗi mình hay làm gì. Bây giờ cái vấn đề tôi đang lo ngại cho bạn á, bạn thấy tôi thấy rất là được hết trơn rồi đó. Bạn nữ bên đây cũng được nữa, mà cái vụ đó đó là bạn có tự tin bạn thuyết phục được bạn ấy đi về quê với mình không? Dạ không, cái đó em cũng đang bị phân vân nhiều lắm, nhiều ái lắm, nhưng mà chắc em dễ hỏi ý kiến ba mẹ. À, hỏi ý kiến ba mẹ hả? Em suy nghĩ thế này, cái gì về gần nhà có gì là chăm sóc ba mẹ này kia. Chứ còn nói chung là hướng lập nghiệp thì chỗ nào có công việc ổn định tốt thì mình đúng rồi. À, rồi được rồi, chị hiểu rồi. Bây giờ mình có tật xấu nào không? Mình nói luôn trước khi gặp gỡ bạn bên kia. Hơi thiếu tự tin trước những mà bạn gái mà ví dụ đặt vấn đề tình cảm. Rồi không có biết quản lý vấn đề chi tiêu, tiền nong rồi mình chi tiêu nó hay bị. Ô, cái này dễ gì, nhờ quản lý không sao đâu. Rồi không sao. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em tới với lại anh họ em. Anh họ. Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Nãy giờ cái chi tiêu của Tùng đưa ra thì em nghĩ là bạn gái rất hợp lý. Sau này có về ở quê ở hay không á là cái vấn đề không quan trọng. Giữa hai người đã quen biết rồi sau mình tính toán với nhau. Thì đâu phải là mình đi về trực tiếp mình ở nhà với cha mẹ đâu. Nhưng mà khi mình về đó ở Đà Nẵng, có thể hai đứa có một cái công việc đã ổn định, lâu về thăm cha mẹ, đó cũng đó là cách chăm sóc nữa rồi. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Bạn gái mình có đi với ai không? À, em đi với sếp và mấy bạn đồng nghiệp của em. Rồi chào sếp. Alo, chào chị Cát Thường, chào anh Quyền Linh. Ồ sếp, nhân viên dễ thương như vậy mà trong công ty không có ai để làm mai cho cổ hả sếp? Tính chất công việc là làm sale khá là bận, mà tính cách của bạn thì cũng hơi đặc biệt, cho nên là có thể là chưa gặp được cái người một nửa của bạn. Thấy người này có thuộc dạng người đặc biệt luôn. Về bạn thì mình xin nhận xét chút xíu. Tiên có nói là Tiên có thích một người có chính kiến và cũng muốn có một cái sự nghiệp rõ ràng và cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng mà về phía bạn thì mình thấy là bạn vẫn chưa có quyết được cái đó và đồng ý với quan điểm với anh họ của bạn là cái này thì có thể là hai đứa sau khi nào mà quen nhau á thì sẽ có thể những cái tính toán sau này. Còn về bạn thì mình cảm thấy là bạn có vẻ là chưa có strong lắm, chưa có mạnh mẽ lắm, nhưng mà không biết là khi Tiên gặp bạn thì Tiên sẽ feel như thế nào, thì có cảm nhận riêng của Tiên, nhưng mà mình vẫn mong là hai bạn vẫn có thể đến được với nhau. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn sếp ạ. Anh hơi nhút nhát, nãy là cái điểm yếu của anh mà. Tôi xem coi có về Quảng Nam không nha. Ồ, em, bạn cần điều gì ở người đàn ông? Đạo đức tốt. Cái này bên đây dư luôn. Phải có chính kiến. Dạ, mà phải có chính kiến nói bên chung. Bên này chưa chính lắm, có kiến thôi, ý kiến thôi. Cái mà em quan tâm nhất thì vẫn là tính tình thôi, còn những cái khác thì... Bàn luận được ha. Tính tình ok, anh này được hết. Cái vấn đề khó ở cặp này bây giờ làm sao cho họ gặp mặt nhau đây, cảm đây. Xúc mới giải quyết được. Đừng có nhút nhát nữa, nhà mạnh mẽ lên đàn ông mà. Kéo màn. Rồi kéo màn lên nào, hãy mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ của mình. Cảm ơn quà. Cảm ơn. Ủa, quá có nói vậy. Ủa, anh thấy em như thế nào? Bắt dễ dễ thương. À dạ. Còn gì nữa không anh? Dễ thương còn gì nữa không kìa, nói tiếp đi. Mạnh mẽ lên. Còn gì nữa ta? Trời, còn gì nữa ta sao là sao? Theo qua quan điểm của em về tình yêu và là hôn nhân như thế nào? À thì em quan điểm của em là hợp yêu hiểu cần, nói chung là thì ban đầu phải là có hợp nhau về tính cách, hợp nhau về quan điểm sống, nói chung là đầu tiên là phải hợp nhau về cái gì cái tính tình, đúng rồi, là sau đó mới tiến đến là yêu, rồi mới đến những cái khác. bình tĩnh hít thở sâu. Hai người này hơi bối rối trước nhau quá nha. Không. Cái cảm giác của em về khi gặp mình là như thế nào? Người Quảng thì em vẫn có cái cảm tình với người Quảng.
có sao mà cứ cười hoài, gặp anh em mắc cười quá. Sao vậy em? Dạ. Bạn có tin vào cái mà cái cảm giác đầu tiên khi hai người gặp nhau? Cái đó thì Tiên tin. Khi cũng có đi quen hẹn hò với người khác á, thì không có chắc chắn, và lại người ta cũng không chắc chắn với mình, cảm giác mình sợ lắm, bây giờ dám nên cái sợ đi tán gái vậy. Bây giờ thấy tim mình sao? Dạ, tim nãy vô đây đập mà giờ thấy rồi. Tim ngừng đập rồi hả? Không thấy hết luôn cái gì. Không còn rung động gì nữa. Không hả? Biết, nhưng mà có cái cảm giác thì sao, tự nhiên nó tự tin vậy. Nhưng mà giờ quay quyết định ở thành phố luôn, anh có ở đây lập nghiệp luôn không? Chắc cái này hỏi ba mẹ. Phải suy nghĩ lại. Chứ bây giờ mình đưa ra cái quan điểm như thế đó mà giờ mình thay đổi một cái rọc thì cũng... cũng kỳ ha. Dạ. Chứ mặt là thật ra trong bụng là muốn ở lại Sài Gòn luôn rồi đúng không? Tôi nhìn thấy cái tim đen của bạn mà. Bạn nam hãy tỏ tình với bạn gái đi. Mình đưa ra quan điểm là một cái là theo ý kiến của bạn là mình sống ở Sài Gòn một năm, rồi một năm sống ở ngoài đó thử như thế nào, thế mà không thích ngoài đó hoặc là không thích trong này đâu thì... có vậy được đâu anh. Cái đó đâu được, bởi vì hả, ví dụ như một khi mà anh đã xác định ở đâu thì anh phát triển cả sự nghiệp, cả con cái, cả tất cả mọi thứ nó ở đó. Chứ giờ anh bảo về Sài Gòn ở năm, rồi về Đà Nẵng ở năm, lang thang tiêu bạc gì sao được. Vậy nó tan tác luôn rồi. Tự nhiên đang làm ăn để phát triển, cái về là Quảng Nam cái te tu quay trở đây rồi te tu luôn. Ôi quá, quýu nói nhiều quýu. Rồi chứ một nhan sắc lộng lẫy vậy giờ đuối rồi. Bây giờ bạn nữ nói một câu nào đó. Thì gặp anh thì coi như là cũng có cái duyên. Thì nếu như mà không có mà tiến xa hơn được thì mình làm bạn bè này kia cũng không có sao. Rồi, hết thời gian. Có bấm nút hay không? Tùy thuộc vào trái tim của mình mách bảo. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn lại không bấm nút? Quan niệm, tính tình có vẻ cũng chưa có hợp. Thực sự nếu tôi là người phụ nữ thì tôi sẽ cảm nhận tất cả những cái thật của anh trai này. Anh ấy rất là thật nhưng mà hơi nhút nhát. Đôi khi mình không biết diễn tả cái ý mình như thế nào. Cái tình yêu quê hương của anh quá lớn. Cái điều đó chúng tôi rất trân trọng anh ạ. Bây giờ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Dạ. Tiếc nha. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn vậy. Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp, về mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, phấn đấu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con ra nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Con là cũng... quê ở đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì cũng siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính.
Con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Ừ. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Tức là có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong anh đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Là nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Dạ, đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống mình đây rồi đó nha, tôi thấy giống mình đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó mà. Ôi xưa rồi đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm. Thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi, nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy không vậy. Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm dạ. Giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không có nghĩ là có làm mẫu. Có mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đâu, nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Dạ. Tôi đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời ơi, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty ạ. À, xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có. Nhưng mà mình cái cảm nhận của mình góc nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á.
nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tương tất cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó, cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào, dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Một chút quà xíu sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. À em không có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tươm tất á. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động. Nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên. Dạ. Thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen, dạ, nhau, yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái, dạ, chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi, đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Cho anh hôn em nha.
gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Rồi, hai đứa đi đường này. Dạ. Xuống đây. Đi thôi. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi. Nhưng mà em chưa làm gì là kỳ kết hôn. Là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi. Cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Khi mà trong nhà mà ưa thì phải rửa mắt là em không chịu được. Là em phải đi dò rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm. Năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán à? Sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào dạ. Chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ, hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không thích, đúng quá. Không? Dạ, không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình á, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính, rồi cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á, đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Ngày mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kỳ kết hôn. Ủa, 7 năm đó yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, thì là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chừng đó thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi gì hả? Phải có cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cô? Không,
đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em có la lối gì không? Dạ không, em không có la lượn tiện gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là? Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là. Đúng rồi, mình đã khó tính. Tính đó, ừ. Để qua thăm đàn gái. Thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc. Nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi dạ. Chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn một nửa của con là phải có tính là điềm đạm. Sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ, em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba nội. Ba nội rồi, hai cô, một thím và một chú. Rồi, xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ, xin chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi. Cháu Long lớn và đứa em gái hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lẫy lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật cháu rất hiền nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi, bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được, tôi thấy cháu dâu tôi cũng được, tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ, cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ, con đi với em gái con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị trong trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạc ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn anh. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có cái, đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây nè con. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thân vợ chồng thì cũng vợ chồng cũng làm chia sẻ với nhau trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài.
Phong vẻ kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo. Anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta. Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em, tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ, thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. Nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là có vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. Như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quân tỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về trên những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đỗ này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợi thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Ồ, hát em hát chờ, em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng đếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi. Chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên đó cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình đó, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Đây là cái món quà của chương trình gửi tặng bạn nữ, phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ. Hẹn gặp lại quý vị vào 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 tại truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He đã đồng hành với chúng tôi. Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi mà yêu thương được, cỡ nào tôi bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Mà không thích gì nữa không? Không thích cái này, tới nhị tính nói mà sợ. Để, đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em thích. Đâu đi tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi nay trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon lành. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.